Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Lợi. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1, tức là ngày mùng 6 Tết năm Canh Tí 2020. Em xin quay trở lại và tiếp tục làm nghề mua bán trao đổi phục vụ anh chị em đang có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng. Hôm nay em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe, một năm mới làm ăn thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công. Anh chị em nào mà có nhu cầu đổi xe đã mua xe bên em, và những anh chị em nào mà có nhu cầu bán xe, đổi xe, nâng đời thì hãy nhớ liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện Bến Xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Hôm nay em là hôm đầu tiên khai xuân. Hôm mùng 6 em khai xuân mở cửa hàng và tiếp tục bán xe. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị em một chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2013, màu trắng, số sàn. Xe bán tải pick up, xe máy dầu 2 cầu. Xe đã được trang bị nắp thùng cao. Về cái nắp thùng cao này thì đó là có xin nhan trên gương, nên là trên nắp thùng, nên là nắp thùng này là thuộc nắp thùng rất là đắt tiền đấy ạ. Nếu như các bác nó là bằng Caliboy, nhưng mà các bác mà mua mới trên hãng là bây giờ là 33 triệu. Xe đến Hà Nội các bác nhé. Anh chị em nào quan tâm về con chiếc xe Navara này thì nó là xe tư nhân đến Hà Nội. Xe sản xuất 2013, số sàn. Chiếc xe này thì bên em cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho anh chị em nào có nhu cầu. Về giá chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 370 triệu. Với giá 370 triệu anh chị em được sở hữu ngay một chiếc xe số sàn 2 cầu sản xuất 2013, máy dầu, đi khá chỉ là tiết kiệm. Về nhiên liệu chiếc xe này chỉ đi hết tầm cỡ 6 đến 7 lít 100 cây. Xe được trang bị bậc lên xuống. Lốp cũng khá là dày. Về cái phần chassis và khung gầm thì không hề bị dí mọt. Đây, chassis em vừa lấy về và nó hơi bẩn một chút thôi. Nó chưa bị dí mọt, nó chưa vệ sinh thôi. Và sau 2 hôm nữa thì bên em sẽ cho vệ sinh, nó khá là đẹp đấy. Đằng sau thì đã có bậc và cản. Cảm phía sau khá là ok. Đây là phần gầm. Phần gầm của chiếc xe. Gầm xe này thì em đã đi chạy thử và rất là chắc chắn. Và bác chủ chức đã độ thêm cam lùi, camera lùi. Về cái phần vỏ, cái thân vỏ của cái xe này thì bên em đã kiểm tra, không hề bị đâm đụng, va chạm hoặc là biến dạng ô tô. Sau đây em xin giới thiệu về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất bên trong của chiếc xe này thì đã được trang bị ghế da. Nội thất trang bị ghế da khá là đẹp. Đây là các cánh cửa bên lái và các cây chỉ đây ạ, đời 2013. Tất nhiên là cũng có sơn lại rồi. Sơn thì cũng đã sơn lại, nhưng mà cơ bản là cái phần đồng, cái vỏ và các cái khung xương là còn zin. Đấy. Khung zin và ốc cánh cửa là 100% zin. Xe thì nó hơi bẩn một chút thôi. Đây là cái vô lăng khá chỉ là ok và đẹp. độ thêm màn hình. Màn hình này. Đấy. Và cái phần cánh cửa phía sau đây, em quay về chi tiết về cái phần phía sau đây. Nó khá chi là zin và cũng là rất chi là xịn sò. Táp ly là hầu như là không sơn lại, zin 100%. Đây là phần ghế phía sau. Cánh cửa xe nhập thì đóng là khá là chắc chắn. Vô lăng khá là đẹp. Và đây là hai cầu, phần cài cầu đấy ạ, 2 VKD, 4 cầu nhanh, 4 cầu chậm đấy ạ. Củ số, cần số, màn hình, bàn thờ, táp ly, 2 bóng khí, 1 bóng khí cho bên người lái và 1 bóng khí bên phụ phía trước. Xe máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm. Gương kính chỉnh điện. Đây là cái phần vô lăng khá là đẹp. Đây là phanh tay. Cái phần tì tay này không bị chảy xước. Và đây là hai cánh cửa bên phụ. Về cánh cửa bên phụ đây là chỉ zin 100% ạ. Với cái tầm tiền 370 triệu, anh chị em có thể vay hỗ trợ ngân hàng đến 70%. Vay qua ngân hàng trả góp. Anh chị em nào mà có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này, Nissan Navara sản xuất 2013, thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là phần phía sau của xe. Về cái phần sau thì đã lên, về con thui xe thì đã lên cái lót thùng và nắp thùng cao. Về cái lót thùng cũng khá là đẹp đấy. Em quay cho anh chị em xem là không phải là dòng xe chở nặng nên là nó không bị nát cái thùng này. Nếu mà chúng ta chở các cái máy cục và sắt công trình thì 100% là hai bên thành này nó sẽ bị chảy xước. Và đặc biệt là cái sàn ở dưới tay tôi đây là nó sẽ bị móp và nó cong vênh. Đây là cái phần chỉ của cánh cửa, cái cốp cửa phía sau khá chỉ là zin và đặc biệt ốc này chỉ zin ạ. Đây, chỉ bên này cũng zin, hai bên mà zin thì không như gì mà để mà nói là xe bị tai nạn. Ốc khá chỉ là đẹp. Đây là về cái phần đầu của xe. Phần đầu của xe thì em quay chi tiết về cái phần đầu. Phần đầu là cái phần rằng này, cái ốc này là hầu như là zin đấy ạ. Đấy, em quay sát về cái phần rằng cho anh chị em xem. Phần rằng của xe và phần ốc cabo. Đây là em nguyên bẩn là vừa mới đánh bóng, đây là xi đánh bóng, xi của đánh bóng. Là em để nguyên, để em quay mộc cho anh chị em xem. Máy khá chỉ là khô. Đây là ốc cabo. Và đăng kiểm chiếc xe này đến tận tháng 11 năm 2020. Phí đường bộ đóng song nên là anh chị em về sẵn đi thì không phải đăng kiểm, lo gì đến đăng kiểm cả. Các cái giải ốc này khá chỉ là nó chỉ củ mốc theo thời gian thôi, chứ là khá là đẹp. Đây cái phần máy. Không quay về cái phần máy chi tiết cho anh chị em xem. Bạn nào mà có nhu cầu cần về qua chi tiết về cái phần nào thì cứ comment hoặc là gọi điện nhắn tin trực tiếp cho mình. Mình sẽ cố gắng phục vụ các bạn. Đây là cái tiếng máy lúc đang nổ đây ạ. Đó là máy dầu nổ như thế này, khá là êm. Máy dầu nổ khá là êm và trơn tru. Mọi chi tiết đều hoạt động tốt. Máy nổ cơ bản là về khói phía sau thì không có hơi thừa. Hơi rất chi là căng. Vâng, vừa rồi em vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2013, số sàn 2 cầu, máy dầu, tên tư nhân, màu trắng, biển Hà Nội. Xe bên em đang bán với giá là 370 triệu và có hỗ trợ vay trả góp cho anh chị em nào có nhu cầu lên đến 70% giá trị của xe. Bên em cam kết chiếc xe không đâm va, tai nạn, ngập nước hoặc pháp lý chuẩn chỉ sang tên cho anh chị em trên toàn quốc. Về máy móc và cam đoan chưa làm lại hơi. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090 hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện Bến Xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video gần nhất.